Anh ra cho em hỏi cái cồn này mình gọi là cái cồn gì anh? Bởi vì em làm YouTube mình đã giới thiệu cho có mấy người mà xem trên mạng á. Rồi mình quay mấy cái cảnh, một phong cảnh miền quê cho người ta xem, hỏi cái cồn Tân Trung hả? Chứ còn ở bên đằng kia mấy cái cồn Dùm Nao hả? Cồn Dùm Nao. Từ dưới Dầm Hồ, dưới Đổ, dưới Dầm Nao này cồn Tân Trung. Rồi em cảm ơn anh, để em đi quay khoảng 5-10 phút em up lên YouTube. Chào bạn, để mình giới thiệu với các bạn. Hôm nay mình giới thiệu bạn cái cầu mình cầu Tân Trung, cầu thuộc về huyện Phú Tân. Ở đây là chuyên làm gãy các bạn. Chú ơi, cho con hỏi cái cầu này mình gọi là cái cầu gì chú? Chú trồng này cái này hành hả chú? Hành. Con làm YouTube, con hỏi thăm, con quay như vậy, con up lên YouTube. YouTube gì? YouTube trên mạng á. Còn này thì cầu Vương Vĩnh Phúc. Còn cái cầu ở dưới tuốt dưới kia là cầu Dùm Nao hả? Dùm Nao. Còn này là cầu xã Tân Trung. Dạ. Ở đây đa số người ta trồng là về mà gãy là trồng cái gì nhiều nhất chú? Đủ loại như ớt với hành. Dạ. Ớt với hành là nhiều. À, có dưa leo, có dưa gan gì không chú? Không, không. Dạ. Dưa leo ít, dưa gan cũng ít luôn. Ớt với hành. Vậy ba cái hành này mình trồng mấy tháng mình mới thu hoạch chú? Giá cả là sao chú? Giá cả nó cũng được 1 triệu, 1 triệu mốt. Dạ. Bao nhiêu giờ hành nó đạt yêu cầu đó. Dạ. Hành có lý đó. Vậy con cảm ơn chú nha. Dạ. Anh đi quay bên kia chút. Đây là cái cồn xã Tân Trung nha các bạn. Mình giới thiệu các bạn cái cồn này trồng thâm canh đa đủ loại, dừa hành rồi bắp cải rồi ớt rồi rau găm đủ các bạn. Để giới thiệu các bạn thấy là cái chỗ nơi mình, cái huyện mình đang sống, đang sống đó là bắp cải các bạn đó, bạc ngàn luôn, đủ nè. Rồi đây là rau thơm, quế các bạn. Quế các bạn. Đằng kia có anh Tứ gãy rồi, để mình đi lặng mình hỏi thăm coi. Chào các bạn nha, nếu các bạn thấy mà cảm thấy thích cái cảnh miền quê thì các bạn nhớ ủng hộ đăng ký kênh mình, share, chia sẻ nhiều. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Lại còn kêu hỏi thăm cái người đang có tới gãy. Đây là cái cồn Tân Trung nha các bạn. Anh đang tới gãy. Đây là hành nha các bạn. Ở chỗ nơi mình ở nhiều cồn lắm các bạn. Cồn Tân Trung, rồi cồn Dầm Nao, rồi cồn Chợ Mới. Cồn Chợ Mới thì các bạn qua bên đò, qua bên kia, qua sông bên kia. Đây không phải khoảng 500 mét nó có cái con đò. Cồn Chợ Mới các bạn. Quay làm YouTube.
mình là một tay youtuber bạn ơi, nó quay cái cảnh miền quê mình cho người dân thành thị ta xem. Ở đây là cái huyện thuộc huyện Phú Tân các bạn, Phú Tân tỉnh An Giang. Hôm nay mình làm cái clip này để các bạn xem là cái hương vị sống miền quê của mình nữa các bạn. Xe đây là một cái bãi cồn, nó cũng xa lắm. Người dân đây trồng hành, rau gác đầy đủ. Đó, người đó là chủ cái miếng ruộng, cái miếng đất này là tao làm trồng hành đó các bạn. Xa đằng kia có một cái công tưới nước các bạn. Nếu các bạn thấy cảnh đẹp là cảnh này đẹp mà hay, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh này, chia sẻ gì mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Để mình hỏi ra không? Cái chu vi này là bao nhiêu cỡ mấy công đất bạn? Hả? Ừ. Ngày hai là một công lẻ hai mình hả? Công được công cắt cắt hả? Ngày hai là hơn công nhà nước và nhỏ hơn công cắt. Ờ, hiểu rồi. Công cắt nó tới ngàn hai mấy, gần ngàn ba là. À. Rồi có số lượng hành này mình thu hoạch giá cả có không bạn? Cho anh biết không bạn? Vậy hả? Ừ. Cực khổ quá mà không có lời. Vậy mình ví dụ như mình cho cái kiệu này với cái hành này, cái nào nó thuận hơn? Rồi vậy mình cảm ơn bạn nha, để mình quảng bá cái huyện Phú Tân mình chơi. Cảm ơn bạn đã trả lời cho mình nha. Cái này mình làm youtuber, em quay lên cho những người ở trong miền thành phố rồi đó, người ta xem, người ta khoái cảnh miền quê lắm. Ờ, Sài Gòn nữa, nó yêu cầu mình quay cảnh miền quê hoài mà mình không có thời gian rảnh mình quay. Hôm nay mình quay một bữa cho nó xem cho đã. Để mình qua bên kia, mình quay bên kia coi. Đó các bạn, đây là cái một cái vùng quê nha các bạn. Ở đây cái cồn này là trồng đa số là thâm canh, ví dụ như hành nè, rồi kẹo nè, rồi ớt nè, rồi rau tằn, rau thơm nè. Đây là một cái bãi cồn, nguyên cái bãi cồn xa lắm các bạn. Đây là tới mình giới thiệu cho bạn người dân là trồng cải nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là cải nha các bạn. Cải nha các bạn.
này là này thuộc là cải bãi xanh nha các bạn. Cải bãi xanh đó, cải mình ăn sống rồi rau sống đó, có rau sống là nếu rau sống là có cải bãi xanh các bạn. Anh ơi, không biết em đi thuốc cho em quay cái cảnh anh cuốc nha. Cái này chú cuốc mình trồng gì vậy anh? Mùi dùm cải. Cải hả? Ừ. À. Bây giờ thì khẳng đất nó mua nó làm nữa. Cái thuốc có định là cái lợi nhuận mình nó có thành quả không? Công nếu mà không bệnh quả kiếm được mười mấy triệu. Là một vụ nó bao nhiêu tháng? 35 ngày. Chứ hở mà em có quay mà không có lần kia em quay cái cảnh trồng mà cái đậu phộng thấy nó thắt thu. Đậu phộng mùa mưa này trồng không có ăn. Không có ăn. Tại vì nó nằm dạng nếu mà đứng xuống trái còn nếu mà bò thì nằm xuống trái. À. Vậy cái chu vi mình trồng thì là khoảng bao nhiêu không có hecta. Này tôi làm từ đó cũng ăn. Cái đất cồn này giá trị nó có không? Giá trị mà mình mua bán với nhau mà trên mặt đất hiện giờ là khoảng 120 tới 150 thì theo mặt tiền với hậu rồi. Rồi rồi hiểu rồi. Khu quy hoạch như đồn Bến Hòa Thiên Giang chính thì khoảng 300. Nó có giá quy định cho anh. Bởi vì em làm cái YouTube, mấy kênh YouTube là những người ở bên thành phố Sài Gòn đó. Comment gửi tin nhắn kêu em quay cái cảnh mà đồng quen những người dân người ta cái lâm lũ mà là trồng cải cuốc này bờ rồi đó. Rồi mới quay. Vậy đó. Vậy thôi em cảm ơn anh nhiều.